Hi xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel Hello Thắng Cái Tệ và mình là Thắng này. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại thế giới Minecraft của Thắng. Thì lâu lắm rồi Thắng chưa làm cái video nào mà chế tạo đồ cả. Cho nên là hôm nay Thắng sẽ làm cái video chế tạo tất cả các thứ bằng ngọc lục bảo. Mũ chế tạo bằng ngọc lục bảo này, áo chế tạo bằng ngọc lục bảo này, quần lục bảo này, kiếm lục bảo này, cung lục bảo này. Nói chung là cái gì nó cũng lục bảo hết nhá. Nói chung là mọi thứ phải gọi là cái thế giới ngày hôm nay của Thắng là toàn những dụng cụ ngọc lục bảo thôi. Yeah, các bạn hãy đón xem cái video ngày hôm nay của Thắng nha. Và nếu như các bạn thấy cái video này của Thắng hay thì hãy nhớ để lại Thắng một like, một đăng ký kênh để có thật nhiều động lực dành video tiếp theo. Còn bây giờ thì đi vào game thôi, xem Thắng chế tạo các bạn ơi, let's go. Yeah. Các bạn ơi, các bạn nghe thấy chế tạo toàn bằng những cái đồ bằng ngọc lục bảo thì các bạn đã biết là cái nguyên liệu chính bây giờ mình đi tìm là gì chưa? Đó chính là ngọc lục bảo chứ còn cái gì nữa nha. Cái ngọc lục bảo tìm nó còn khó hơn cả tìm kim cương luôn. Và bây giờ mình không biết à. Bây giờ thì là sẽ đi tìm mấy cái ông dân làng đang trao đổi. Đúng rồi, à giờ này có một bác này. Bác này là bác thợ đèn sao này, thám tắc quậy 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 đấy. Sợ bác này không biết bác này có đổi đồ đến ngọc lục bảo không. Hello, con chào bác nha. Chào bác, chúc bác có một buổi sáng thật là vui vẻ, tràn ngập niềm vui. Ui, wow, 15 thịt heo sống lên một viên ngọc lục bảo này. Cái này hay nha, hay nha. Bây giờ thì mình sẽ đi giết heo nè. À không, mình sẽ là làm một chuồng heo về để mình làm thịt con heo đi, xong rồi mình đổi lên ngọc lục bảo. Nhưng mà nó sẽ mất thời gian đấy các bạn ơi. Ok, không sao, bây giờ thì mình sẽ đi lùa heo nha. Lùa heo này, bây giờ thì mình sẽ đi nuôi lợn các bạn ơi. Ok, mình sẽ làm cái chuồng lợn ở đâu ta các bạn ơi. Đây, mình sẽ làm cái chuồng lợn ở chỗ này đi. Đây, bây giờ mình vạt hết cỏ đi này. Chuồng lợn ở đây nè. Mình sẽ làm một chuồng lợn cực kỳ là khổng lồ luôn. Thì mình có nhiều thịt để đổi lấy ngọc lục bảo mấy cái ông dân làng đấy chứ các bạn. Nhưng mà còn cà rốt chắc là dân làng. Dưới này có cái chuông nè, nhưng mà chuồng bé tí ra thì làm sao mà nhiều lợn giống như mình. Ok các bạn ơi, yo, đây sẽ là cái chuồng lợn rộng nhất này. Ok, mình sẽ bắt đất đi này. Bắt hết đất đi, một chuồng lợn khổng lồ luôn, cực kỳ là nhiều luôn các bạn ơi. Yo nhá, băng này chưa khổng lồ mấy, mình sẽ đào đất tiếp các bạn này. Thế này được chưa? Thế này vẫn chưa được các bạn ơi. À, thế này chắc là rộng rồi đấy. Từ từ đã, mình lấp mấy cái chỗ này vào để nhìn cho nó rộng nha các bạn này. Đây, lấp mấy chỗ này vào. Đây, lấp mấy cái chỗ này vào thì nhìn chuồng lợn nó rộng lên thẳng luôn. Và đây. Quá trời sống thế nhở. Ok, thế này được chưa ta? Đó, chuồng lợn nó rộng như này là quá pro rồi các bạn ơi. Ok, mình đến đây, tặng cái cỏ đi. Rồi, bây giờ Thắng sẽ đi chặt gỗ để tiến hành xây cái hàng rào chuồng lợn nha. À từ từ đã, phải tìm cái nguyên liệu chính là củ cà rốt và khoai các bạn ơi. Không biết dân nào lại trồng khoai không ta? Ok, rồi bây giờ Thắng đi thu hoạch khoai và trồng khoai. À bên này nè, bên này nè. Rồi, cây gì đây? Đây là cây lúa các bạn ơi. Cây lúa này, bên này cũng là cây lúa nè. Ôi xong rồi, dân làng này à, đây, bên này vẫn còn ruộng nè. Hay là dân làng này trồng mỗi lúa thì toi mình luôn. Ồ nhờ các bạn ơi. À có củ cà rốt đây rồi. Chúng phải củ cà rốt luôn. Mình sẽ phá hết lúa đi để mình trồng cây cà rốt các bạn đây. Mình tự nhiên phá lúa của dân làng không biết có bị làm sao không. Mình phá hết lúa đi. Cây lúa này sẽ phá này. Lúa này không vặn nữa các bạn đây. Sợ ơi rồi. Bây giờ thì sẽ chỉ trồng cà rốt và cà rốt đấy nha. Đó, cà rốt ở cái làng này nó không được đỏ lắm các bạn ạ. Đây là các bạn thông cảm nha, chứ không phải là mấy ông dân làng phun thuốc đâu. Trồng đang đi nên không phải đất là nó khô mất nhỉ, mất vui. Lại thì đi tặng cái cuốc thì chim mẹ. Cái này này, mà làm ba tiêu vào bà. Mình sẽ cần rất là nhiều cà rốt luôn đó các bạn ơi. Ok đó, vẫn còn 22 củ cà rốt nha. Thì bây giờ ta sẽ sang cái ruộng bên kia. Đây, cái ruộng lúa này chưa được thu hoạch, ta phá đi. Ui, đây là ruộng khoai tây này. Lợn nó cũng thích ăn khoai tây nha các bạn ơi. Nên là mình cũng sẽ trồng khoai tây này. Đó, mình trồng khoai tây. Bây giờ, ôi, bên này có khoai tây này. Và mình sẽ đi sang cái ruộng bên kia các bạn ơi. Đây, sang cái ruộng bên này này. Bên này là lúa khoai tây ta. Đây là lúa này, kể mình phá cái ruộng mới đi. Ông sẽ làm mình thu hoạch cái ruộng này xong đấy các bạn ơi. Bây giờ là trồng khoai tây cả cà rốt thôi. Ok, mà không biết ông dân làng của khoai tây đã đâu hết rồi nhỉ, cho Thắng mượn một chút xíu xem nào.
vẫn còn 8. 4 này, 6 này, 7, 8 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, đã hết cả rồi nha. À, bên kia ủa, quê, bên kia còn đầy ruộng luôn nè. Từ từ, chỗ này mất đường xa rồi. Chỗ này như con clip lổ phát sáng. Ui. Ê. À, xem đường xa. Có cái đường mà ông sẽ đang không chịu xây để đi sang cho nó nhanh nè. Để mình xây là bên này nè, may mà mình có đất mình xây cầu cho mình đi đó. Wow. Thế bên này cũng cà rốt luôn nha. Mình có phải cà rốt cà nghe cà rốt khoai luôn nè. Ông sẽ là trồng lớn cà rốt với khoai nè. Mình sẽ hết cái dụng lúa đi. Lúa này, lúa này khoai này, bún khoai tây 1, 2, 3, 4. Ok, được rồi. Ủa cà rốt đâu ta? Đây, 19 củ cà rốt này. Trời ơi, trồng. Ở bên dưới dãy này còn 2 củ cà rốt này. Ui, không biết nói mình hoài là có rơi củ cà rốt nào không ta. Xong, hết củ cà rốt nha. Bằng này rất là nhiều. Ui, nói chung là dưới dãy này trồng rất là nhiều cà rốt. Đây, bên này vẫn còn cà rốt này, nhưng mà chưa thu hoạch đâu. Để khi nó lớn thì nó sẽ thu hoạch được. Ok, bên này này, này, củ của bên này này. Khoai tây, thì đặc biệt này là khoai tây này. Cà rốt này nó trồng lằng nhằng tí nhở. Mấy ông dân này nó trồng người ta đi tin nha. Đang trồng khoai tây, đang trồng cả lúa, xong trồng cả cả lớp vải nữa này. Còn khoai tây này, quay rồi, mô đất này đã bị khô rồi nè. Mình lại không chế tạo ra cái cuốc. Ok, xong rồi, còn cà rốt rồi. Đây, còn 3 của cà rốt này. Đó, đó đi. Bây giờ là mình sẽ đi xây chuồng nhá. Đi lùa lợn về nha các bạn ơi. Úi xài đây rồi. Ui, mình xây chuồng đứng cạnh nhà của bác thợ rèn luôn. Đây, ok, bây giờ mình đã xây nha. Giải rác từ đầu này sang đầu kia. Bên này, ui, bên này, bên này bọn nó sẽ không chui được ra ngoài đâu. Chỉ mà chỉ có bọn nó chui được vào trong chuồng của mình thôi. Đó, mình sẽ xây chuồng từ này nha. Các con bò này được lắm, mày sẽ ta cho mày ở mấy lợn luôn. Là mày cút ra, ui, từ nhưng mà anh nó nha, cái đầu anh nó là nó chạy luôn nè. Đó, một cây đấy. Ui, mấy cái cây cỏ lại xong mọc như thế. Rồi, bạn xây chuồng với em, nhau nhau. Bạn thấy mình xây chuồng với em, quá là nhanh. Ui, ôi, xây cho này mất đường đi là mấy con thế nào đống to mặt luôn. Đây, mình sẽ chừa ra cái đường đi nha. Ôi, mày không chế tạo ra cái rìu rồi. Không chế tạo ra cái rìu chặt gỗ rồi. Ok, thứ thả đi. Bây giờ, này. Nhưng mà vẫn phải chừa đường đi cho mấy ông dân làng nha. Còn mấy ông dân làng quánh to mặt luôn đó bạn ơi. Ok, đó. Này, đây. Đây, đây. Chỗ này sẽ là, sẽ đặt hai cổng đây nha. Một cổng này, hai cổng này. Ok. Xong rồi, cái này mình cũng... Ông, cái này mình đi vừa nha. Ta sẽ phá để phá cái nhà của ông dân làng đi bạn ơi. Đây, phá cái nhà của ông dân làng đi nè. Rồi, phá cái cột trống đi để cho nó đỡ chặt. Rồi, ok. Sợ lắm. Bây giờ mà bác thợ rèn ra đánh thằng là toi mạng luôn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dùng một cà rốt để mình đi lùa mấy con lợn về nha. Ê, nó hai cửa lại. Dạ, yeah, ok. Ok. Đây không phải, đây là bác, đây là bác này là bác của thịt lợn này. Đúng rồi, bác này đổi 16 của thịt lợn này. Ok, xong. Let's go. Cái cánh đồng trước mặt mình cực kỳ là nhiều lợn luôn các bạn nè. Yo. Quả này hay rồi, quả này may mắn rồi này. Khoai tây nha. Đó. Ôi, bọn lợn này rất là thích ăn phải. Wow. Ô, đây là một đàn lợn luôn nè. Ôi, bên này còn con lợn nữa nè. Ui, sợ, ô, quả đây. Ui, con lợn này mày không nhìn tao cầm khoai tây à? Ê, mày không nhìn tao cầm khoai tây à? Rồi, ok, quả đây. Ui, nhưng mà nhà của mình hơi bị dốc phải quả này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi từ từ nha. Nào, đi từ từ, may mà gần nhà lên là không phải lùa xa đấy. Lúc đấy nó đang là chả thấy con nào đâu. Nhưng mà bây giờ cực kỳ là nhiều lợn luôn. Wow, quả ơi, ui, sợ, ô. Quả này nó vây thắng nè, mấy con lợn nó vây thắng cực kỳ là đông luôn. Ok, lát các bạn này. Nào nào, đi trên này, trên này nha. Mấy con lợn kia không biết chúng mày con chèn đúng không nào. Nó sẽ đi từ từ nhá. Ôi, đi từ từ nó không làm nó sẽ không thể kịp được. Lên. Ok. Em ơi, chào lên em ơi. Đúng rồi các em ơi. Nào, hay lắm. Rồi, cho các em chào lên nha. Các em tập hợp lên này. Rồi. Đi vào đây. Ui, có một con lợn nó không kèm rồi. Rồi, một con lợn không sao. Nhưng mà tao có những con lợn rồi, thế là không sao. Các bạn ơi, yo, mình có nhiều lợn đây nè. Để vào chuồng. Đó, chúng nhảy xuống này. Đó, ghê chưa. Ok, và bây giờ mình sẽ ăn đây này.
Nếu có cà rốt là mình sẽ đi thu hoạch cà rốt để cho bọn nó ăn nha. Ngoài đồng quá chúng mình dẹp ra. Nào, cho bọn nó ăn này, khoai tây, khoai tây, khoai tây này. Đó, bọn nó sinh ra nha. Nào, lợn này, lợn này, chúng mình sinh em thật nhiều lợn ra. Đó, bọn nó sẽ cực kỳ là nhiều lợn. Ôi, 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 quên, quên, quên chơi đông chuột. Wow, trời ơi, mất một con lợn rồi. Mày có lợn này đây. Rồi, mày vào đây. Nào, vào trong kia. Đúng rồi, nhảy vào trong đây. Chưa đến cân lặng thịt mà thích chạy ra ngoài. Tôi quá chút mày to mạng bây giờ. Yo, sau bao nhiêu vất vả trồng cây cho lợn ăn thì cuối cùng thằng ta có một đàn lợn hàng trăm con như này rồi. Và bây giờ tôi bước cuối cùng là nào đi thu hoạch thịt và đổi với ngọc đúng bảo đấy bạn ơi. Yo yo yo, tao đợi con ngày này lâu lắm rồi, bây giờ chúng mày sẽ làm thịt của tao. Ui ui ui, đông cửa đông cửa. Chúng mày chạy à, chúng mày chạy à, chúng mày chạy à nào. Wow, con này sẽ có rất là nhiều thịt lợn luôn này. Wow, 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 đây là sinh tồn nha, chúng mày phải chiếc thì tam cũng không được bảo. Ok, được cả đàn lợn con như này, lợn con thì hết. Lợn con thì hết bởi vì đông quá, mình không biết con nào là con to các bạn đây. Con nào là con to, con nào là con to. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. 25 thì rồi, ui, cái này này, rất nhiều lắm thì mình uống này con ơi. Cái này này, à, wow, trời ơi, nhiều quá các bạn này. Nhiều quá này, nhiều quá, nhiều quá. Rồi, một miếng thịt, một miếng thịt, một miếng thịt. Ok, yo. Này, à này, à này, à này. Đây là đây, thịt lợn nè, thịt lợn nè, thịt lợn nè. Ôi các bạn ơi, nhiều quá. Cái này mình chích đến bao giờ nó mới hết đây. Còn bây giờ mình ra thương lượng. Mở cửa ra, ra thương lượng với cái bác đấy là bác thợ gì nhỉ, bác đây là bác của bác thợ thì đúng rồi. Bác đổi cái đàn lợn này đến ngọc lục bảo nha, lấy 100 viên ngọc lục bảo luôn. Ok bạn ơi, đây bác, đây đây bác này, bác thợ xe này thì ok, chào bác đây, bác ra đây, bác ra cho bảo ra đây. Bây giờ nhá, cháu có 100 đàn của mình, cháu có đàn lợn 1000 con như này đấy. Cháu không muốn giết thịt, muốn giết thịt nhỏ nó cũng lâu mất nhiều công lắm, nên là cháu sẽ đổi với bác đấy. Bác cho cháu 100 viên ngọc lục bảo là cháu cho bác cái cả cái chuồng lợn này luôn. Bác đồng ý không? Bác đồng ý không? Bác đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý không? À, bác đồng ý rồi, bác đồng ý rồi. Thì của mình mới hiểu tiếng của bác đấy thôi các bạn nhé. Đấy, ok. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy ngọc lục bảo của bác đến nha. Yeah, ok. Sau hồi thương nhưng thì cuối cùng cái bác thợ rèn này cũng đã chịu được thắng 100 viên ngọc lục bảo lấy cả cái chuồng lợn đấy. Coi như là cái ông bác thợ rèn đi lãi, ư là lãi luôn đấy. Mình lỗ 100 viên ngọc lục bảo vợ thì làm được cái gì? Ông ấy còn cho mình thêm 64 viên ngọc lục bảo này. Hay lắm, càng tốt cho mình thêm thì mình xin nha. Và cái này, bây giờ mình sẽ chế tạo viên đầu tiên bằng ngọc lục bảo đấy ta. À, mình sẽ chế tạo bộ giáp. Đúng rồi, cái mũ nha. Đó, wow này. Đó, cái mũ này, cái mũ bằng ngọc lục bảo này. Và cái áo này còn đây. Không, quyền quyền, cái áo ở đây. Ok, áo nha. Được, xếp ngăn nắp đã. Xếp gọn gàng từ bé đến lớn đã. Ok, còn cái quần này. Cái quần nè, và cái đôi giày. Úi dồi ôi, quên quên quên. Đó, đôi giày bằng ngọc bảo xanh lét luôn các bạn nè. Còn cái gì chúng ta? Thanh kiếm nữa, đúng rồi. À, thật ra chế tạo cái cây cung bằng ngọc bảo nữa nè. Rồi, cái cây cung thì chúng ta như này, như này, như này. Mình quên mất cái công thức cây cung rồi các bạn ạ. Như này ạ, quên quên quên. Như này ta, như này, như này. Ok, như này, như này. Ồ, quên mất cái công thức cây cung bằng ngọc bảo rồi. À, đây đây. Đấy, sợi chỉ bên này, sợi chỉ bên này, không bảo bên này. Bên này, ok, cây cung xanh lét bằng ngọc lục bảo nha. Còn cái gì bằng ngọc lục bảo của chúng ta? Mình sẽ chế tạo một cái thanh kiếm bằng ngọc lục bảo nữa. À, cái búa đúng rồi, cái búa nha. Cái búa bằng ngọc lục bảo này. Đó, ui sợ ơi, cái búa chứ phải cái gì đâu. Và bây giờ, cái thanh kiếm này tờ mình chế tạo ra cái khối ngọc lục bảo là. Đó, khối ngọc lục bảo này. Cái thanh kiếm sẽ như thế này này. Như thế này này. À, như này, như này, như này, như này, như này. Ui, chưa chuẩn này. Đó, bên này, ok, chưa ra. Hình như ta bị sai công thức này các bạn này. Đây, 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 cái khối ngọc lục bảo phải ở giữa. Đó, và một viên ngọc lục bảo sẽ ở trên này. Ok, wow, cái thanh kiếm cực kỳ là dày luôn. Xem nào, bây giờ còn cái gì chúng ta? À, cái lò lục bằng ngọc lục bảo xem nào. Nào, chế tạo cái lò lục bằng ngọc lục bảo này. Không được các bạn ơi. Như này, ô, các bạn đây này. Wow, hạt giống ngọc lục bảo này không biết có trồng được không ta? À, tí nữa mình sẽ lấy quốc mình trồng cái hạt giống ngọc lục bảo này, không biết là có sẽ mọc lên ngọc lục bảo ta bạn ơi. Wow,
Hay nhổ, hay ghê đó. Trồng ngọc lục bảo thì nó sẽ ló ra ngọc lục bảo ạ. À. Rồi thôi nha, bây giờ thì sẽ ra mình trồng một cái hạt giống ngọc lục bảo này xem là nó sẽ ló ra cái gì đấy bọn ơi. Nè, nè, đất ở đây khô quá, không biết có trồng được không ta. Này, wow, cây lúa này sẽ ló ra ngọc lục bảo ạ. À. Không hạt nữa nè. Rồi để mấy hôm sau xem là nó sẽ ló ra cái cây gì nha. Nó cũng ló ra ngọc lục bảo không nha bạn ơi. Ok, còn nhà hàng mình sẽ mặc. Ôi, cái phiên bản của mình nó đang bị lỗi sao này. Ok. Không sao, vẫn mặc được bộ giáp này. Ok, yo. Wow, cái kiếm nè. Mũi tên nè, ok, quá là ghê gớm luôn. Ok, đấy, đây là cái cung bằng ngọc lục bảo này bạn ơi. Wow, cái cung bằng ngọc lục bảo này bắn ra lửa luôn nha, ghê nha. Rồi, cái kiếm này cực kỳ là vip luôn này bạn ơi. Biết chưa, rồi mình sẽ đi sang bên kia các bạn ơi. Một bên kia là cái tòa nhà gì này, làm sang bên kia các bạn ơi. Bây giờ đợi trời tối nha. Lần nữa để con mình con giúp đi ra để mình đấu với bọn nó. Yo, đứng ở đây. Ôi giời ơi, thấy chưa, cái bộ giáp xanh lét mình luôn. Để mình cầm cung này, ôi giời ơi, cực kỳ là xịn xò con bò luôn. Tất cả mấy cái bằng ngọc bảo. Hình như là tao mặc cái bộ giáp này vào là sẽ nhảy cao hơn này bạn này. Đó, thấy chưa, thằng nhảy cao hơn này. Đó, thảo nào, thấy chưa bạn thấy. Ui, sao tự nhiên làm giúp ta. Mày vào đây, chúng mày vào đây. Ngày năm tao đang cần, chúng mày vào đây solo với tao đấy. Vào đây, nè, chúng mày đây. Chúng mày không biết tao đang cầm cái kiếm. Cái kiếm, wow. Cái kiếm mà, cái kiếm làm từ lục bảo. Nói chung là cái kiếm này nó cũng không được khỏe lắm các bạn ơi. À, cái cung này. Cây cung bắn ra lửa luôn này. Vào đây, úi dồi ôi. Vào đây khỏe đấy, vào đây. Vào đây nè, wow. Hết sắc luôn, vào đây. Ui. Hết sót luôn nè, quánh toàn đầu luôn nào. Mọi gì kia nè, cái cung của mày làm sao mà sweep bằng cái cung của tao. Đấy, cái cung của tao bằng cái ngọc bảo bắn cả ra lửa luôn nha. Làm sao mà mày bắn được tao luôn. À, con nhện nè, wow. Bắn đến đâu là sáng thì nó bụng. Thế này cháy rừng đi sắc luôn, cẩn thận nha. Sử dụng cái mũi tên này cẩn thận, nếu không là cháy rừng luôn đó. Đây mình sẽ ở sa mạc này, mình sẽ không lo có rừng bị cháy. À, con zombie này. Wow, đẹp chưa? Wow, mày vào đây này con nhện nè. Wow, thấy chưa? Ui, cháy. Mày vào đây. Con zombie, ôi trời ơi, chúng mày được lắm ở đây. Vào đây nè. Rồi, con zombie đâu rồi, mày ra đây. Con zombie đâu rồi? Ui, trên này còn rất là nhiều bọn quái vật luôn này các bạn này. À, mình sẽ đó, phi lửa này để cho ánh sáng nha. Mình nhảy cực kỳ là cao luôn. À, con nhện nè. Rồi, con cờ nít rồi đây. Con cờ nít này cho mày chạy đi, mày lớn đi. Ui, sa mạc này lắm nhiều các bạn. Wow, đừng bắn em, tha cho em. Ui giời ơi, ui giời ơi, bọn này đông quá, ơi bọn này đông quá thôi. Chạy đi về nhà dân làng ngủ đây, đánh nhau với bọn này làm gì. Còn chế tạo được rất là nhiều đồ từ ngọc lục bảo nhá. Nhưng mà hôm nay tao lười nên là chỉ chế tạo bằng đó thôi. Chứ mà chế tạo hết sạch thì cũng mà bao giờ mới xong video. Ok, thì bây giờ sẽ kết thúc cái video tại đây nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.